xanh rồi nho xanh loại dài rồi các cái loại nho lai tạo từ nước ngoài đây. Che mặt đi. Mà nhiên vẫn nuôi trồng cái loại nho này. Nó có hương vị là hơi chua chua ngọt ngọt. Mình đi núi đi rừng là mình cần những cái vị chua chua ngọt ngọt để cung cấp C và cung cấp một số cái năng lượng cho mình đi. Sau chặng đường vật lộn với con nắng ở Ninh Thuận, con Duyên đi hơn 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ khoảng 9 giờ rồi, tới được một cái vách đầu tiên. Thì theo người địa phương, người ta nói cái vách này khá là dữ tợn. Để mình ra mình khảo sát xem cái vách này nó có đẹp hay không. Nếu đẹp là chúng ta sẽ làm vách này để quay lại hình ảnh cho các bạn xem. Nó có thẳng đứng hay không? Từ đây xuống tới miếng biển đó dao động khoảng gần 100 mét độ cao. Cái này là cây dứa rừng, một trong những tác phẩm của các biệt thự ở Sài Gòn đem những cây dứa rừng này về và trồng tạo cảnh quan. Và những cây dứa rừng này mà để đem ra được rừng thì cả một vấn đề. Thông thường người ta lấy được những cái cây dứa rừng ở những cái miệt mà có đường xe tới được để người ta cẩu về. Còn những cây dứa này thôi, nó nằm thuộc về thiên nhiên. Hi tất cả các bạn, mình set up một đường dây ở ngay một cái vách núi khoảng 50 mét, và ngày hôm nay sẽ cho tất cả là khoảng 8 anh em đu xuống cái đường dây này, và Nhiên là sẽ là người demo cho tất cả những anh em xem cách để chúng ta đu dây như thế nào. Cả ngày hôm qua thì Nhiên đã bắn được một cái đường dây đi men ra một cái vách núi đây, men ra cái vách núi như thế này đây. Hiện tại bây giờ thì có các vị trí giữ dây là có một người giữ dây ở phía trên, mình tự đi một dây để mình đu xuống một cách an toàn. Những người nào mà chuyên nghiệp á, như bản thân Duyên thì có thể đu một dây vẫn được, nhưng mà với độ cao này thì Duyên nghĩ là các bạn cần phải 2 dây để đảm bảo độ an toàn. Và bây giờ Duyên sẽ đu xuống thử coi là cái vách núi này nó hấp dẫn như thế nào nha. Đây thì địa hình khá đẹp, Duyên sẽ đu xuống cái đoạn này rồi ghi lại những hình ảnh cho các bạn xem. Rồi thả xuống thôi.